Có một chàng trai đến cầu xin Đức Phật cho con điều gì? Con xấu quá, con đen đúa quá, 30 tuổi rồi nhưng chưa có vợ. Mà thiệt, con gái bây giờ nó tìm người đẹp, tìm người giàu lấy đâu, tìm người xấu đâu. Tay lắm chân phèn, quanh quật cả ngày, dưới nắng sớm dưới mưa chiều, mà trong tay của một người đàn ông 30 tuổi, công danh sự nghiệp không có, cũng không có tài năng gì, bây giờ ế là chuyện rất là dễ. Ế là chuyện rất là dễ. Tôi cũng ế mà. Chuyện đó nó phải được nhìn với góc độ của duyên nợ với nhau. Không phải cầu sinh rồi Đức Phật sẽ bắt một người con gái nào đó đến để gửi tặng, để đáp lại lời cầu sinh. Kính thưa, nếu như mình có duyên nợ với nhau nhiều kiếp rồi thì không cần cầu xin Đức Phật cũng đến được với nhau. Còn đã không có duyên, không có nợ với ai hết thì thưa với các vị, đi lại Phật, đi lại Chúa, đi cầu xin Thượng Đế, cầu xin Thần Linh, cũng không hề có một người con gái nào đến để kết tóc xe tơ với mình đâu. Và rồi, thưa rằng, mình cứ nghĩ rằng nếu như con xin mà Đức Phật không cho, vậy thì Đức Phật không thương, Đức Phật không từ bi, Đức Phật không linh hiển. Không, Đức Phật rất thương, Đức Phật rất từ bi, Đức Phật rất linh hiển. Ngài muốn cho chúng ta tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng chúng ta chưa từng tạo được phước lành, chưa từng tạo được những hạt nhân của thánh thiện, thì làm sao chúng ta đón nhận được những quả báo tốt lành đấy? Cô bé kia thì đến xin điều gì? Con có chồng, hai vợ chồng cũng muốn có con, nhưng không có con, đi bác sĩ rồi, bác sĩ giúp đỡ cũng không có con. Thưa với các vị, cái nghiệp gì đây? Đâu phải chỉ là một mình cô gái đó, mà ngày hôm nay có rất nhiều những chàng thanh niên, những cô gái đưa nhau đi tìm bác sĩ, để nhờ bác sĩ can thiệp vào để cho hai vợ chồng có đứa con, nhưng vẫn không có. Đến nước kẹt quá phải đi sinh một đứa nào đó về để làm con nuôi. Thưa các vị, tại sao vậy? Mình nghĩ rằng nó có tiền, nhà nó giàu, đẻ là chuyện đơn giản quá mà. Con người đôi khi làm việc này việc kia khó khăn, phải học, chứ còn chuyện đẻ thì tôi nghĩ không học không khó khăn đâu. Dễ quá mà, cưới nhau về là đẻ thôi. Tại sao phải nhờ tới bác sĩ? Tại sao phải đi cầu thầy này, cô kia, ở núi này, ở biển kia, vân vân, mà vẫn không đẻ được? Hai vợ chồng này nói về khoa học là nó không hợp với nhau. Giữa người nam và người nữ, âm dương nó không hợp, không có con. Nhưng nhìn sâu trong giáo lý nhân duyên, chúng ta thấy rằng họ là những người trong kiếp quá khứ đã từng phá thai. Chính bản thân họ đã giết chết con của họ, giết chết con của họ, hoặc là họ giết chết con của người khác, thì thưa với các vị, phải chịu cái quả báo không có con. Không có con. Thí dụ, có một con chó, nó đang mang thai, rồi lòng tham của chúng ta muốn ăn thịt chó, chúng ta đè con chó nó ra, chúng ta cắt cổ, chúng ta giết nó và giết chết những đứa con của nó. Mai mốt mình chịu quả báo, muốn đòi sinh ra không có con. Có khi mình đang mang bầu, mình bị người ta giết chết luôn. Cái quả báo nó kinh khủng lắm. Hoặc là mình mang bầu, mình ra đường xe tông với mình chết. Quả báo ghê gớm lắm. Vậy thì nhìn bằng con mắt nhân duyên, chúng ta thấy rằng đã nhiều kiếp phá thai rồi, nhiều kiếp phá thai, mình tự giết chết con của mình, hoặc mình giết chết con của người khác. Cho nên kiếp này đi tìm con không ra. Nói ra điều này không phải để chúng ta sỉ nhục nhau, chúng ta lăng mạ nhau, hay là chúng ta bêu xấu nhau. Nhưng nói ra điều này để bản thân những người mà không có con tự ý thức được rằng mình đã gây nghiệp xấu trong quá khứ. Cho nên trong đời này mình phải cố gắng sống tốt, mình phải biết bảo vệ, biết chăm sóc, biết thương yêu trẻ em nhiều hơn. Đó không phải là con mình, nhưng đó là con của người khác, con của bạn mình, con của em mình, con của chị mình, con của người hàng xóm láng giềng với mình. Hoặc là đó là một đứa trẻ mà tình cờ mình gặp ở trên đường, mình gặp trong quán cà phê, nó đi bán vé số. Hoặc là mình gặp trong quán ăn, nó đi mời mình mua những cây tâm, những cái cây rái lỗ tai, vân vân và vân vân. Chúng ta biết thương yêu, chúng ta biết động lòng, chúng ta biết nâng đỡ, chúng ta biết bảo bọc. Tự nhiên nhờ cái biết thương yêu, biết sống tốt, biết làm nhiều điều tốt cho những đứa trẻ đó, tự nhiên mai mốt đôi khi chúng ta chuyển đổi được nghiệp lực của mình, cái mình sanh được đứa con. Chỉ có như vậy thôi, không khác hơn được. Ngày trước có hai vợ chồng anh đó đi rất nhiều bệnh viện vẫn không sanh được con.
đến gặp một vị hòa thượng. Hòa thượng đã nói bây giờ con về á, con phải chiên đi làm từ thiện đến những vùng sâu vùng xa, những cái đứa trẻ mà trong vùng dân tộc đó nó không được đi học thì con phải mua cặp mua sách đến đó để khuyến khích nó đi học. Làm sao đó mà con có thể cho nó được nhiều thứ bằng khả năng của con có, giúp đỡ nó đi. Rồi bên cạnh đó con cứ về thường xuyên quỳ lại Bồ Tát Quán Thế Âm và sám hối tội lỗi của con trong nhiều kiếp con đã tạo, cầu xin Bồ Tát cho con giải trừ cái nghiệp này, biết đâu mai mốt con dứt sạch cái nghiệp con sanh được đứa con thì sao. Đúng thiệt như vậy các vị. Hai vợ chồng về làm ròng rã suốt 3 năm trời, làm rất nhiệt tình luôn. Tài sản đã chất chứa có đem ra làm từ thiện hết luôn. Đem làm không, họ không để lại cái gì. Họ chỉ nghĩ rằng bây giờ nếu như tài sản có nhiều mà không có con mai mốt cũng không, không có người thừa kế, không có người giữ. Nên họ đem của cải tài sản của mình đi làm từ thiện, đi giúp đỡ những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Những đứa trẻ mà không có cái cơ hội được tiếp xúc đến trường, đến đó mua quần, mua áo, mua cặp sách, khuyên bảo cha mẹ nó cho nó đi học, rồi tiền nó chu cấp cho nó luôn. 3 năm sau có một đứa con, các vị thấy mầu nhiệm không? Chuyển đổi được nghiệp lực ấy. Rồi không phải chỉ dừng lại ở đó, còn nhiều và thật nhiều hoàn cảnh trong xã hội này. Mỗi một con người sanh ra là có một hoàn cảnh để chúng ta vui hoặc khổ, nó khác nhau, không ai giống nhau cả. Cuộc sống này dẫu biết rằng có vui, có buồn, có khổ, mỗi người chịu một hoàn cảnh, một đời sống khác nhau. Nhưng thưa với các vị, điều cuối cùng và duy nhất tôi muốn nói đó là chúng ta hãy cứ sống tốt đi. Hãy cứ sống tốt đi. Thì mọi thứ không tốt, mọi thứ khó khăn, nó có thể nhờ cái sống tốt của chúng ta mà vượt qua tất cả. Đừng vì hoàn cảnh khó khăn, đừng vì hoàn cảnh cơ nhỡ, đừng vì hoàn cảnh lam lũ, đừng vì cuộc sống này nó có quá nhiều gian khó mà chúng ta sống không tốt, chúng ta sống tệ, chúng ta sống xấu đi. Thì thưa với các vị, càng sống tệ, càng sống xấu, không giúp cho chúng ta vượt thoát được cái khó khăn trong đời sống này, mà chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta tệ hại hơn mà thôi. Đồng ý không? Có một anh chàng 35 tuổi đến chùa và than khóc với chúng tôi: thầy ơi, con đã đổ nhiều tâm huyết vào trong công việc nhưng thất bại thầy ạ, làm không được. Rồi bây giờ nợ nần đầy đầu, không biết phải làm sao. Mình mới hỏi: con đầu tư, con đã tìm hiểu, con có kinh nghiệm về nó không? Anh nói: dạ, bạn con rủ thì con hùng vốn vô con làm, chứ con cũng không biết. Con cũng chưa từng tìm hiểu về nó, con cũng không biết công việc đó như thế nào, và con không tìm được đối tác trong lĩnh vực đó, cho nên con thất bại. Thầy nói thất bại này là bài học phải nhớ đến suốt cuộc đời. Muốn làm việc gì trước hết phải tìm hiểu về nó, phải học về nó, nghiền nát nó trên từng quyển sách, học kinh nghiệm từ những người đã làm thành công trong lĩnh vực đó. Bên cạnh đó phải tìm được đối tác thật tin tưởng. Lúc đó dồn hết tâm sức vô mà làm. Con không biết gì hết mà con dám hùng vốn vô để làm thì tất nhiên thất bại. Cuộc sống này như vậy, mình không biết gì về cái việc đó mà mình cứ đâm đầu vô, mình nghe người ta nói thế nào mình làm thế ấy, mình chết ngay, mình chết ngay. Tìm hiểu cho thật kỹ, vững vàng về nó, thông thạo về nó, tường tận về nó, chúng ta làm thành công cao hơn là thất bại. Sự thất bại rất ít đến với những người đã tường tận, đã am hiểu. Sự thất bại sẽ cao đối với những người chưa biết gì về nó mà dám đầu tư, dám làm ăn. Và rồi thưa với các vị, mình dạy thêm là bây giờ con thất bại, con mất hết tất cả, nhưng nên nhớ khi bắt đầu con làm, con hãy nghĩ rằng con chưa có gì. Và bây giờ con số 0 trở về con số 0. Con cứ nghĩ con chưa mất gì hết thì con mới có niềm tin vào công việc, có niềm tin vào cuộc sống. Để sau này con làm, con không còn lo sợ. Con sợ con sẽ không làm được. Vì vậy con cứ nghĩ là con chưa mất điều gì hết. Và bây giờ con mới bắt đầu chuẩn bị bước chân để xây dựng sự nghiệp. Con muốn xây dựng điều gì? Hãy suy nghĩ, hãy tìm hiểu, hãy tường tận về nó để làm. Nhưng trước khi con làm, thầy muốn con tạo thật nhiều phước báo
tạo thật nhiều phước báo. Anh hỏi rằng bây giờ con tạo phước báo là như thế nào? Anh thưa, với ai mình cũng chỉ dạy những điều rất đơn giản, đó là con phải thật hiếu thảo với cha mẹ của mình. Hiếu thảo thật nhiều với cha mẹ của mình, đó là một phước lành lớn nhất trong tất cả những phước lành. Những người thành công mà không hiếu thảo với cha mẹ của họ, nay mai thất bại ngay. Nay mai thất bại ngay. Vì trời Phật không bao giờ cho những người bất hiếu thành công và sống một cuộc đời sống yên bình đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đã hủy hoại đi cái phước lành lớn nhất trong đời của họ. Phước lành đó mất thì tự nhiên họ sẽ đau khổ thôi. Vì vậy mà Minh Thiền thường hay dạy Phật tử là phải thật sự hiếu thảo với cha mẹ là điều đầu tiên, là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm. Thứ hai á, là phải giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn mình. Mình có giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, sau này khi bước chân vào công việc á, mới có tha nhân, mới có người khác giúp đỡ mình. Những người mình giúp họ không giúp lại mình, nhưng tự khắc nhờ phước lành đó mà có người khác giúp đỡ mình. Bây giờ mình sống vì mình, không giúp đỡ ai hết, mai mốt trong công việc mình trơ trọi lắm. Mình muốn nhờ vả người này, muốn nhờ vả người kia không được. Điều thứ ba, phải sống thật tốt với những người xung quanh. Mình sống thật tốt với những người xung quanh, mình tạo được phước lành, thì mai mốt trong công việc á, mình gặp những đối tác họ rất là tốt, họ sống rất chân tình với mình, mình không sợ họ lừa lọc mình. Bây giờ mình sống với những người xung quanh không chân tình, mình sống không tốt với họ, mai mốt mình làm việc mình gặp đối tác nó lừa lọc mình. Những điều Minh Thiền nói dường như mơ hồ, nhưng thưa các vị, đó là ý nghĩa, đó là sự thật của cuộc sống đấy. Chúng ta thử đi rồi thấy. Đôi khi có những người mình sống tốt với họ, họ chưa chắc là sống tốt lại với mình, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều và rất nhiều khác, nhiều người khác họ sống tốt với mình. Các vị phải tin vào điều đó. Anh chàng ta về thực hiện làm y như vậy. Thưa, sự nghiệp gây dựng được. Mình không tài, mình không giỏi để giúp đỡ cho người khác những lúc họ khó khăn bằng vật chất, bằng của tiền. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ người khác bằng những phương pháp, mà phương pháp đơn giản là phải sống tốt trong đời sống này. Phải sống tốt trong đời sống này. Mình không sống tốt trong đời sống này, xin thưa với các vị, mình gặp điều gì nó thuận lợi cũng trở thành khó khăn. Mình đã sống tốt rồi, gặp những thứ khó khăn nó trở thành thuận lợi, trở thành thuận lợi. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải sống thật tốt. Chúng ta phải sống thật tốt. Ngày hôm nay xã hội kinh tế phát triển, con người ta tôn đồng tiền, tôn quyền lực, tôn địa vị lên cao hơn là đạo đức và nghĩa tình. Chính vì vậy, cái chuyện chèn ép nhau, hãm hại nhau, trà nhập, trà đạp nhau để sống, nó có mặt khắp mọi nơi, nó xảy ra ở tất cả chốn. Vì vậy mà con người với con người không có gần nhau được. Họ gần nhau thì cũng chỉ vì công việc, cũng chỉ vì có mưu mô, cũng chỉ vì có ý đồ. Không có ai mà giúp đỡ không cho ai. Thời trước đây á, thì chúng ta trọng cái tình làng nghĩa xóm lắm. Có khi mất con gà, mất bó rau, mất cái này cái khác, chúng ta vẫn bỏ qua. Vì lúc đó chúng ta xem trọng cái nghĩa, cái tình. Người nhà bên cạnh lỡ mà sống không tốt với chúng ta vẫn mỉm cười bỏ qua được. Vì ta thấy cái tình làng nghĩa xóm là cái cần phải giữ. Tất cả những chuyện nhỏ nhặt bỏ qua hết, xem như nó chưa từng xảy ra. Nhưng thời đại này thì hơi khác này. Thời đại này hơi khác. Lấn nhau tí đất vậy thôi, dành nhau cây ớt thôi, họ có thể đánh đập nhau, đâm chém nhau.
người nhà bên cạnh lỡ mà nói một câu gì đó không có dễ lọt cái lỗ tai là cạch mặt nhau, nghỉ chơi với nhau. Người xưa thì tối lửa tắt đèn có nhau, chứ ngày nay thì đèn nhà ai nấy sáng. Nhà mày tối kệ mày, miễn nhà tao sáng là được. Ngày xưa thì khác. Ngày xưa mình có hai cây đèn dầu, nhà bên cạnh nó không có đèn dầu, mình sẵn sàng đem một cây đèn dầu qua cho. Mình chia một nửa ánh sáng, tức là mình chia một nửa tình cảm. Còn ngày nay không có. Tao có 10 cây đèn, mày không có mà kệ mày à. Tao để cho hư chơi vậy đó, chứ không cho làm gì tao. Chính những điều đơn giản đó để chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay chúng ta đánh mất đi cái nghĩa tình đẹp. Mà cái nghĩa tình đó vốn dĩ nó mới làm cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn, vui tươi hơn. Ngày xưa gặp người khác thì mình không cần phải phòng hộ, mình không cần phải phòng thủ, mình cũng không cần phải e dè gì cả. Nhưng bây giờ là khác à. Bây giờ bước chân ra đường là phải phòng thủ dữ lắm á. Không khéo nó móc túi, không khéo nó giật đồ, không khéo nó lừa bịp, không khéo nó hãm hại, vân vân và vân vân. Bây giờ mình sống có những cái mà mình để mình chuẩn bị để mà đáp trả lại đối phương, không biết nó lúc nào nhảy vô nó quất mình á. Mình cũng phải cung tay thủ sẵn cái thế để mà nó nhảy vô là mình quất lại. Ngày xưa dễ lắm, sống nhẹ nhàng. Là chính các cụ bây giờ ở đây, các cụ biết điều đó. Nói ra như vậy á, để chúng ta thấy rằng sở dĩ cuộc sống này, đời sống này nó khó khăn là không phải do Phật trời hay thần linh đem đến, mà chính do lòng người chúng ta thay đổi, chính do chúng ta đem nó đến. Vậy thì không cần phải đến để cầu xin Đức Phật. Lấy những điều bất an đau khổ đó đi, mà chúng ta phải là người tự giải quyết những bất an đau khổ đó trong đời sống của chính chúng ta, trong cuộc đời này. Có vị đồng ý không? Chừng nào Đức Phật đem cái khổ đến cho chúng ta, ta mới đến xin Đức Phật thu hồi nó lại. Đức Phật không đem cái khổ đến cho chúng ta, vậy thì Đức Phật không có quyền thu hồi cái khổ đó lại. Chúng ta là người tự đem những bất an, những đau khổ để đặt lên cuộc đời của mình. Vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm để nó xuống, bỏ nó đi. Không ai làm thế chúng ta được. Không ai làm thế chúng ta được. Chúng ta cứ nghĩ rằng ồ, những gian khó, những bất an trong đời sống của ta, của gia đình ta là do ông Phật, ông trời, ông thần, ông thánh nào đó không có đối thương, để rồi mới đem những cái đó gửi đến đời của chúng ta. Rồi ông lấy những cái phước lành của chúng ta, ông cho người mà ông thương. Nhà mình thì sống lam lũ nghèo, bữa đói bữa no, nhà cái tên bên cạnh sao nó giàu dữ vậy không biết. Vậy thì chắc ông Phật, ông trời lấy cái phước lành của mình cho nhà bên cạnh, không phải. Mà vậy mình không có phước thì mình nghèo ráng chịu. Người ta bên kia người ta có phước, cho nên người ta sống phe phe, sống thoải mái. Bây giờ mình đi ganh tị với người ta, ganh tị sao được. Như vậy thì cái người thông minh, người giỏi là thấy giàu phải không? Phải coi nó làm gì nó giàu, coi làm gì mình có thể học theo được không. Thấy nó mở nhà nuôi yến thì mình cũng xây cái nhà mình nuôi yến, mình giàu gì đâu. Mình thấy nó mua bán vàng thì mình cũng mở tiệm bán vàng, mình giàu gì đâu, đúng không? Bây giờ bên kia nó bán vàng nó giàu, bên này mình bán rau mình muốn giàu sao giàu được. Nói như vậy đó là hình ảnh để ví dụ. Tức là họ phải trải qua rất nhiều gian khó, họ trải qua rất nhiều thử thách, họ mới thành công, họ mới được cuộc sống như vậy. Còn bây giờ chúng ta chưa từng nhúng tay vào gian khó, chưa từng trải qua những thử thách, sao chúng ta thành công được? Đầu tư vào lĩnh vực nào, đầu tư nhiều thì thu lợi nhiều, đầu tư ít thu lợi ít. Bây giờ người ta đem hết tài sản của người ta đầu tư vào cho một công ty, còn mình không dám đem tài sản của mình ra để đầu tư, mình sợ thất bại, thì làm sao mình bằng người ta được? Không bằng người ta được. Nhưng mà thưa thế này, đó là nói để cho Phật tử thấy rằng giữa cuộc sống này có những người giàu nghèo, hoàn cảnh khác nhau, là vì cái cách sống, cách làm việc nó khác nhau. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong mọi trường hợp nào, nếu đã là người Phật tử
thì phải biết bằng lòng và chấp nhận thực tại xảy ra, không than vãn, không than trách, cũng không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho ai. Trở lại, cuối cùng thì ông lão mới thấy rằng, ồ, như vậy thì những người kia, những người quỳ trước Đức Phật đều là những người ăn mài, đều là những người ăn xin mới đến để van xin Đức Phật. Mình nhìn họ đi những chiếc siêu xe, mình nhìn họ ăn mặc bóng bẩy, mình nghĩ rằng họ giàu, nhưng hóa ra họ nghèo nàn hơn mình nhiều lắm. Nghèo nàn hơn mình nhiều lắm. Cái thấy của ông lão là chân lý, là chân lý, là một điều rất tuyệt vời. Vậy thì những người Phật tử của chúng ta bây giờ thấy được như vậy chưa? Thấy được như vậy chưa? Các vị thấy mình có giàu có không? Các vị thấy mình có phải là người có nhiều phước lành không? Có chứ, có chứ. Đừng nói thầy ơi nhà nghèo lắm, không đủ gạo ăn, mà thầy nói giàu là giàu gì? Giàu chứ. Phước lành thứ nhất là các vị biết được Tam Bảo, được quy y Tam Bảo, được trở thành người Phật tử, được trở thành những người con của Đức Phật, để học được giáo lý, học được những lời dạy của Đức Phật, là phước lành thứ nhất. Phước lành thứ hai là nếu các vị đã học được những lời dạy của Đức Phật mà các vị biết đem về ứng dụng trong đời sống của chính mình, tu tập cũng như là sống hàng ngày với những lời của Đức Phật phù hợp với đạo đức nghĩa tình của lối sống của láng giềng, là phước lành lớn thứ hai. Phước lành lớn thứ ba là các vị có được phương pháp để vượt qua được những khó khăn, vượt qua được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống và tâm thức đang đeo mang, hơn người khác nhiều lắm đấy. Có những người họ không có duyên với Phật, họ không hề biết tu tập, không hề biết tạo phước lành, và những nỗi khổ niềm đau trong lòng họ vẫn mỗi ngày một lớn hơn, chứ không thể tiêu pha đi, không hết được. Còn Phật tử chúng ta thì mỗi ngày đi qua chúng ta tu tập, nỗi khổ niềm đau nó vơi bớt, nó không còn, vậy là phước lành quá rồi. Họ giàu mà họ ngủ không yên, họ giàu mà họ ăn không ngon, thì làm sao bằng chúng ta nghèo nghèo mà ta ngủ thẳng giấc, nghèo nghèo mà chúng ta ăn, ăn biết ngon. Vậy thấy mình ngon hơn người ta chưa? Ngon, ngon. Không phải là ngon ít mà là quá ngon luôn. Rồi chúng ta giàu hơn người khác cái gì? Đó là chúng ta nói chúng ta có phước lành. Rồi bây giờ chúng ta nói chúng ta giàu hơn người khác là giàu hơn chỗ nào? Giàu hơn cái tình, giàu hơn cái nghĩa, giàu hơn cái cách sống. Bởi là người Phật tử, chúng ta sống không hãm hại, chúng ta sống không lừa gạt, chúng ta sống không thủ đoạn với mọi người xung quanh. Là người Phật tử, chúng ta sống biết trải lòng từ bi, chúng ta dành tình thương cho mọi người. Như vậy thì giàu hơn người khác ở cái nghĩa, cái tình, giàu hơn người khác ở cái tình thương mà ta có để ban tặng cho mọi người mọi loài. Giàu cái này mới thật sự là giàu, giàu cái này mới thật là đáng giàu. Chúc mừng các vị là những người giàu có. Như vậy thì từ nay đừng có buồn vì cái nghèo, cái lận đận nữa nha. Nhưng nói thì nói như vậy, thì mình vẫn cố gắng sống và làm việc để vươn lên thoát khỏi đói nghèo, đói nghèo của cơm áo gạo tiền. Đừng có giữ cái sổ hộ nghèo hoài nghe chưa. Đừng có giữ cái sổ hộ nghèo hoài. Làm sao mà mình trong đời sống của người Phật tử giỏi á, là mình phải mỗi ngày tiến bộ về mặt tinh thần, tiến bộ về đạo đức, cũng là để tiến bộ về cái đời sống vật chất hàng ngày, tiến bộ lên. Chứ không phải là chúng ta tiến bộ về tinh thần, tiến bộ về đạo đức mà chúng ta bị lùi về đời sống vật chất này. Cái gì nó cũng phải tiến lên hết. Chứ không khéo người ta nói là đạo Phật dạy cho con người sống biết thương yêu thôi, đạo Phật dạy cho con người sống biết đạo đức thôi, mà đạo Phật không dạy con người biết cách thoát khỏi đói nghèo. Xin thưa, đạo Phật dạy cho con người ta tốt về từ tinh thần lẫn đến đời sống của vật chất này nha. Bởi vì chúng ta sống thật thà, chúng ta sống chân tình thì người ta thương. Chúng ta sống thật thà, sống chân tình thì có thật nhiều đối tác đến để cùng chúng ta làm ăn, cùng chúng ta phát triển sự nghiệp.
thì tất nhiên mình làm việc mà được người thương, làm việc mà được người quan tâm, làm việc mà được người giúp đỡ thì sự nghiệp của chúng ta phát triển. Đó là điều chắc chắn, đó là điều chắc chắn. Bây giờ thì thời gian không còn nhiều, nhưng mà thầy sẽ chia sẻ với đại chúng một tí nữa thông qua một câu chuyện. Rồi sau đó nếu Phật tử nào có muốn đặt câu hỏi về cuộc sống, hoặc là về chuyện tu tập, chuyện đạo, chuyện đời, các vị gút mắt thì các vị cứ hỏi. Thầy biết tới đâu thầy trả lời tới đó, còn không biết thì thầy để dành đó trả lời sao. Đồng ý không? Cho nên bây giờ có câu hỏi thì cứ chuẩn bị. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nó quá nhiều những bất an, những đau khổ, và bản thân chúng ta là người đã tạo tác nên nó, thì chính bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó và có trách nhiệm để hóa giải nó. Ngày trước tổ sư dạy chúng ta rằng muốn vượt thoát khỏi đau khổ thì trước hết cần nhìn nhận được bản chất của đau khổ. Nó phát xuất từ đâu? Nguyên nhân nào dẫn đến cái khổ trong hiện tại? Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng trong xuyên suốt dòng giáo lý của Đức Phật, dù tư tưởng của Nam truyền hay Bắc truyền, cái cội nguồn đầu tiên Đức Phật vẫn dạy là hãy nhìn nhận vào gốc rễ của sự khổ phát triển có mặt ở đâu, để đoạn tận chỗ đó thì chấm dứt được sự khổ. Đừng đợi đến khi chúng ta đã quá nhiều đau khổ, chỉ biết đến cầu xin, chỉ biết đến than vãn để giải thoát đau khổ. Lời cầu xin chỉ giúp cho chúng ta nhẹ nhàng về tâm lý một tí nào đó thôi, chứ không thể nào diệt tận gốc rễ của đau khổ. Nên nhớ là như vậy, không diệt tận được. Chỉ có phương pháp tu tập, thực hành theo lời của Đức Phật, đó chính là phương pháp để diệt trừ tất cả đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta ngừng lại ở chỗ học, ở chỗ cầu sinh, chứ chúng ta không biết tiến thêm một bước nữa là đã học được rồi thì ứng dụng trong đời sống sẽ thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Có một chị Phật tử, chị thưa rằng trong cuộc sống của con á, bây giờ con có đủ tất cả mọi thứ, không còn thiếu thốn. Trước đây thiếu thốn, con cứ nghĩ rằng cố gắng làm lụng có được mọi thứ thì con sẽ bình an, con sẽ hạnh phúc, con có nhiều thời gian để đi chùa. Nhưng rồi thưa thật với thầy, bây giờ sau những năm tháng cố gắng có được nhiều thứ rồi đó, nhưng thời gian đi chùa, thời gian dành cho công phu tu tập và nỗi khổ niềm đau lại nhiều và lớn hơn lúc con chưa có gì. Lúc trước nghèo nghèo thiếu thiếu mà con có thời gian đi chùa nhiều, không bận biểu. Con muốn đi chùa là con đóng cửa con đi chùa, ngày đó con nghỉ làm. Còn bây giờ công việc nó nhiều quá, ngày rằm mùng một muốn đi chùa cũng không đi được, bận biểu nhiều lắm thầy ạ. Công việc người này mời, người kia réo, người khác gọi, không đi đâu được. Và rồi cái lo toan bất an trong đời sống nó nhiều hơn là lúc con nghèo nghèo khó khó. Lo nhiều thứ, lo chuyện chồng, lo chuyện con. Lúc trước hai vợ chồng sống nghèo nàn với nhau thì không sao, bây giờ có chút của thì mèo mỡ gà đồng. Rồi những đứa con lúc trước thì rất dễ dạy, bây giờ có chút của tiền thì nói không chịu nghe. Đó là hoàn cảnh chung của tất cả chúng ta. Có những người sống với vợ với chồng nhưng mà sống bằng cái hình bóng thôi, chứ cái nghĩa cái tình cũng không còn. Có những người sống trong một gia đình giàu có, tưởng chừng rất là hạnh phúc, nhưng ai biết được, ở trong đó mới biết cuộc sống nó ê chề như thế nào. Và lắm lúc người ta giàu có, người ta muốn trở lại với một cuộc sống ngày xưa. Đừng giàu có nhưng yên bình, cái đủ ăn đủ mặc của con người đó. Thưa với các vị, nếu như chúng ta biết nó là đủ thì ngay đó là giàu.
với cái ăn cái mặc của con người. Bây giờ chúng ta dư giả nhưng thấy thiếu thì vẫn là nghèo nàn. Thầy nói hoài cái điệp khúc này, nhưng mà thường thì chúng ta để cho lòng tham chi phối, để cho lòng tham ngự trị, rồi chúng ta cứ bị nó sai sử, làm rất và rất nhiều những điều sai trái với đạo đức của con người. Mà sai trái với đạo đức của con người thì không thể nào phù hợp với lời của Đức Phật dạy được. Vì vậy người Phật tử của chúng ta tuyệt đối nói không với việc sống sai với đạo đức của con người. Bởi vì nếu sống sai với đạo đức của con người, chúng ta đã đánh rơi nhân cách của một người Phật tử. Người con Phật không có được quyền sống sai với đạo đức làm người. Các vị nên nhớ như vậy nha. Khích lệ cho các cụ lớn tuổi bằng một câu chuyện. Có một cô Phật tử khoảng hơn 70 tuổi. Cổ bị thoái hóa cột sống. Hình như lớn tuổi rồi, chúng ta thường bị cái bệnh đó. Đi đứng rất khó khăn, tối ngủ cũng không được, nằm cứ lăn qua trở lại, muốn có giấc ngủ ngủ không được. Cầu sinh chỗ này, chạy chữa chỗ nọ, không làm được việc gì để thay đổi cái bệnh. Và rồi có một lần cô đến chùa để tham dự một khóa tu, tham dự một khóa tu, được nghe quý thầy khuyên bảo về niệm Phật. Cô mới thưa rằng con không thể nào theo những người huynh đệ bằng hữu để tu tập, để công phu, hoặc là ngồi để niệm Phật, hoặc là đi thiền hành, hoặc là lễ Phật, không tham gia được thời khóa. Quý thầy khuyên không sao cả, nếu khó khăn, thân có đau bệnh thì lấy một cái ghế ngồi ở góc sau. Người ta ngồi xếp bằng thì mình ngồi trên ghế, người ta đi chắp tay niệm Phật, lễ Phật thì mình cứ ngồi đó, mình làm y như vậy, cứ thành kính lên. Và nên nhớ rằng tu không cầu cho hết bệnh, mà tu để mong mình kết duyên được với Tam Bảo, kết duyên được với Đức Phật. Có nghe như vậy không biết sao, có về có thực hành. Ở chùa cô cũng niệm Phật, rồi về nhà cũng niệm Phật, tới khóa tu là cũng tới niệm Phật. Tu tập rất tốt luôn thưa các vị. Ngày đêm tinh tấn niệm Phật, không lại Phật nổi, không đi kinh hành nổi, nhưng mà vẫn lúc nào cũng vẫn nhớ Phật và niệm Phật. Thưa với các vị, thời gian sau tự nhiên báo cho quý thầy biết là con không còn thấy đau khổ vì cái bệnh đó thầy. Và bây giờ con nói thật với thầy, nếu có cái chết đến, con sẵn sàng mỉm cười để chấp nhận. Vì con nghĩ rằng mọi thứ của cuộc đời đối với con 70 năm hơn là đã quá đủ rồi. Đã quá đủ rồi. Sự sống 70 năm là quá đủ. Và mọi thứ ê chề cay đắng trước đây mà nó dằn vặt lấy đời con, bây giờ nó không còn tồn tại trong tâm thức con nữa. Con không còn nghĩ đến những chuyện buồn nữa thầy ạ. Con cũng không còn bất an đau khổ vì cái thân bệnh. Mặc dù mỗi ngày nó đều đau nhất, nhưng mà mỗi khi nó đau nhất, nó làm cho con tinh tấn để niệm Phật nhiều hơn. Nó đau nhiều chừng nào con niệm Phật nhiều chừng ấy. Vì con nghĩ chút nữa nó tắt hơi thì con đi theo Phật, con không sợ. Cho nên đây là cái câu chuyện mình thấy rằng đó là sự tinh tấn hành trì của một con người có niềm tin mãnh liệt vào câu niệm Phật. Rồi chúng ta bây giờ có được như vậy không? Tại sao bây giờ còn khỏe không? Ráng lo tu đi. Đợi đến khi già yếu rồi tu đôi khi nó không kịp. Nếu như không dũng mãnh là không kịp đâu. Vì vậy chúng ta thấy được rằng chúng ta tu không phải để cầu cho thân không bệnh. Chúng ta tu không phải để cầu cho thân không già, mà chúng ta tu là để sống vui và chấp nhận những thứ bất an đau khổ đó đến với mình. Đâu có loại trừ, không loại trừ, không trốn tránh, không có chạy trốn nó, mà tu là đối diện với nó. Người không tu là không dám đối diện, sợ hãi lắm. Nghe nó đến là sợ, là khóc, là lo lắng, là than vãn. Còn người tu mình nó đến, à mày cứ đến đi, tao ngồi đây đợi mày lâu lắm rồi. Như vậy thì thưa đại chúng, hôm nay có duyên về gặp đại chúng, chia sẻ với đại chúng đôi điều, chỉ mong đại chúng
cố gắng tinh tấn tu tập. Nói thì cho dài vòng như vậy, nhưng mong rằng chúng ta cứ cố gắng nhớ Phật, niệm Phật, tinh tấn, làm nhiều phước lành hơn nữa, để cho đời sống của chúng ta được an lạc, luôn sống trong tình thương yêu, trong ánh hào quang của Đức Phật. Và chúng ta tạo được cho mình một cái niết bàn, một cái cõi cực lạc ngay tại đây. Và tất nhiên rằng khi chúng ta từ bỏ cuộc đời này, nơi chốn đẹp nhất, tuyệt vời nhất sẽ là nơi đón bước chân của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Chúc các vị nhiều sức khỏe.